Xin chào, mình là Trái Chuối và ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm những thức ăn bị bỏ rơi khi mà con người không còn ăn nữa, giống như là đồ thừa đấy các bạn. Rồi thì lần trước mình đã tìm được rất là nhiều loại trái rồi các bạn ơi. Lần này, stay home, ui là sushi à, ui hình như lần sau lưng này có đồ ăn thì phải. Chính xác, ở trong đây có gì nè, ui bánh càng cua hay là bánh sừng trâu gì đấy các bạn. Đây cái bánh này các bạn biết, bánh sừng trâu đúng không? Yes sir, tìm được một món ăn nữa rồi các bạn ơi. Rồi, món ăn mới để xem coi nó là cái gì đây. Rồi, món ăn này tên là bánh sừng trâu. Phần nhọn của đầu anh ta thường được nếp bờ bởi các thực phẩm khác. Rồi, bây giờ thì đi tìm tiếp thôi các bạn à. Rồi, để xem coi. Đây, cái bánh này, bánh sừng trâu này các bạn. Ui, trong mấy giặt này có đồ ăn không? Ui, không có rồi. À, đây. Ở đây nè các bạn ơi, trong đây có đồ nè. Phải gọi là quả trứng siêu nhỏ mới lấy được nha. Đây, cái gì đây? Khoai tây chiên muối. Cái này là các bạn hay ăn nè, để xem coi nó nói gì nha các bạn ơi. Đây, đây là khoai tây chiên muối. Gần đây anh ấy cảm thấy rất là cô đơn vì anh ấy đã không nhìn thấy người bạn của mình. Là nói chung là trong một cái bịch sẽ có rất là nhiều khoai tây chiên đúng không? Và người ta ăn hết, cuối cùng chỉ còn là một miếng này thôi và người ta bỏ thừa đi các bạn. Trời ơi, tội nghiệp làm nó kiếm bạn nó quá trời mà không có. Đây, khoai tây chiên nè các bạn, dễ thương chưa? Ừ, lần trước các bạn nói với mình á là anh phải lại cái lò nướng này nè, à phải cái chảo này nè. Anh đứng lên đó lâu thì còn lâu, tí nữa sẽ thấy điều bất ngờ để mình thử xem như thế nào. Nhìn mặt nó giống như đang tận hưởng các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn là cái khoai tây chiên này đang màu này đúng không? Để xem coi nó có thay đổi gì không. Mình thấy nó có thay đổi gì đâu ta. Ơ, thấy nó bình thường à. Cái gì vậy? Sao cứ đẩy đẩy mình mấy đứa này? Để anh tận hưởng coi. À, đúng rồi ha, mình phải nằm xuống chứ. Đó, nằm xuống vậy nè, để xem coi như thế nào. Nó đang ngủ các bạn ơi. Để xem coi. Rồi, có trái không? Ui, cái người nó giống như đang đổi màu vậy các bạn. Giống như đang đổi màu quá ha. Ồ, nhưng mà mình thấy có bị gì đâu. Bình thường mà. Ui, mấy bạn coi không đúng rồi. Đâu có bị gì đâu các bạn. Đâu rồi, đứng lên coi. Ôi, khoan. Ui, nó bị đen. Nó bị trái. Cháy đen luôn các bạn. Ây. Miếng khoai tây chiên bây giờ đen xì lì, ai dám ăn. Hay ghê quá. Rồi đi tìm tiếp các bạn ơi. Mình nghĩ là trong cái khúc nhà này là còn cái gì nữa nè. Lần trước thì mình cũng đã đi khám phá, nhưng mà lần này nó mới mở cái này các bạn. Mới nha. Cái này mới nha. Hello, stay home. Tìm gì nữa đây. À, trong đây có phòng tắm nè. Chắc là có đồ. Lên trên xem như thế nào. Ây da, cái này không được rồi. Phải cao cao mới lên trên được. Để mình xem coi cái phòng tắm này có gì đây không. Chắc phải có gì đấy chứ. Ơi, nó leo lên được kìa. Stay home leo lên được kìa. Mình cũng phải lên được chứ. Đói. Đúng rồi. Tuyệt vời. Bay quá nè. Ok. Cái này là cái đồ để gọi là tắm gì đấy các bạn. Tụi mình phải nhảy qua bên kia. 1, 2, 3. Qua luôn nè. Quá đã. Đâu để có đồ ăn gì trong đây. Trong bồn tắm hả? Trời ơi. Sao mình đi úp luôn rồi. Đây. Trong đây đúng không? Trong đây có gì đây. Ui, cái gì vậy? Ây da, trời ơi, mình bị gọi là xuống nước. À, cái này là bánh đúng không? Xuống nước nó sẽ bị tan chảy. Vậy thì mình phải chọn một món khác. Nè, bay qua luôn nè. Rồi, từ, đâu rồi, cái đồ ăn hồi nãy đâu? Ui, nó bị ngập nước hay sao á? Ơi, sao mình nhảy xuống vậy nó bị gì ta? Các bạn thấy mình nè. Giống như kiểu mình bị gì vậy bạn? Ui, không được rồi. Mình không thể đứng lên được. Mình không thể đứng lên được nè, mình đang ở dưới đáy của cái gì luôn nè. Đâu rồi, để mình lấy được không, cái này cái cục gì đây. À, lấy được nè, blueberry. Cái trái này siêu nhỏ nè các bạn, mình đã tìm được trái siêu nhỏ thứ hai rồi. Yeah, blueberry. Anh ấy khao khát trở lại cây nơi anh ấy đã từng mang trái cây. Là nó ước gì nó trở lại cái cây mà mọc ra nó các bạn ơi. Blueberry nè các bạn, nhìn nó rất nhỏ nha. Ơi, sushi nè. Cái này gì mình đang muốn tìm nè các bạn, nhìn nó rất dễ thương nha. Mà không biết ở đâu, ây da, cái gì vậy, sao đẩy tôi. Rồi, hết rồi đó hay sao á, đi tìm chỗ khác các bạn ơi. Để xem coi ở đâu còn nữa không. Ở đây thì rất là nhiều chỗ. Quan trọng là các bạn phải cố gắng tìm thôi. Hình như trong cái xe này cũng có nè. Xe này có, đây. Ui, giờ sao ta. Đây. Đây các bạn. Tìm được rồi nha. Cái gì đây, viên đường. À, cái này là viên đường các bạn. Chính xác là cái nhỏ nhất nữa nè. Các bạn thấy không, ba cái nhỏ nhất mình tìm được hết luôn. Viên đựng đường, cô ấy có ước mơ trở thành một người điều khiển trên một chiến tàu bằng gỗ. Hiện tại cô ấy đang thực hiện đào tạo vào trí tưởng tượng. À, vậy là cái cục đường này nó khoái đi xe lửa các bạn. Nên là các bạn thấy nó gọi là nằm trong xe lửa.
bây giờ mình sẽ leo lên trên kia để mình lấy gọi là hả cái gì qua rồi, cái trái dưa hấu khó lấy nha các bạn, không phải ai cũng lấy được đâu. Ui, hôm nay ở ngoài kia có phơi quần áo kìa, lần trước không có bạn ơi, lần trước là có tuyết. Ây da, cái cục đường này khó đi nha. Rồi lên, đừng có đẩy nhau nào mọi người, cứ từ từ thôi, đừng có mà hấp tấp xong luôn á. Đấy, lên, qua nào. Ok, tiếp tục nào. Rồi, bây giờ là quan trọng là nhảy lên nè. Nhảy lên được không? Khó quá các bạn. Thực sự là cái dưa hấu đó nó phải gọi là cái gì mà cao mới nhảy lên được. Mà mình nhớ lần trước là mình gọi là trái cái gì bánh mì cũng không lấy được. Thôi, bỏ qua cái đó đi, cái nào khó quá mình cho qua đi các bạn. Ê, cái trái nấm ở ngoài đây xong lại ra ta. Ở đây có đường nào ra không? Bây giờ Stay Home sẽ hướng dẫn mình đi vô cái chỗ kia nha các bạn. Không biết cục đường này vô được không? Được nha các bạn ơi. Cục đường này nó cũng nhỏ mà. Đây, rồi. Đây là tụi nó gọi đây là lỗ chuột. Con chuột nào chui vô được cái lỗ này trời. Lỗ này nhỏ xíu luôn á. Uầy, mình nghĩ là cái lỗ này là giống mấy cái con mọt các bạn. Nó chui vô nó ăn các bạn. Đấy, tụi mình nhảy nhanh vô. Let's go. Để xem sao ra ngoài kia như thế nào. Tụi mình đang muốn ra ngoài cái cửa hồi nãy mà có cái nấm các bạn. Qua bài đó xem như thế nào, coi có gì lạ không, lấy chứ. À, lần trước mình đi là mình khám phá chưa hết chỗ này. Đâu, để Stay Home nó dẫn đường coi. Lần trước mình đi vô đây rồi nhưng mà mình bị lạc đường các bạn. Đường nào em? Đường này hả? Ok, để anh. Để anh nhớ. Đường nào? Nhớ đường không? Này, hay lắm em ơi. Ủa? Sao có đường này giống... Không, đường khác. Các bạn thấy chưa, trong đây sẽ có rất là nhiều cái bí mật. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi tìm thêm những cái bí mật đó. Chứ tiền lụm tiền cái nè. Mà quên mình là thức ăn đồ thừa mà. Đồ bị gọi là... Ôi con chuột! Ôi no! No của anh! Trời ơi! Bị con chuột nó dí rồi, nó ăn rồi các bạn ơi! Cứu! Giờ sao đây? Nó thả mình ra ngoài à! Ôi anh bị chuột cắn rồi! Trời ơi! Ê! Trời! Đường nào đây ta? Đường nào đây? Giờ đường nào đây mình có biết nhớ đường đâu? Quay! Quay lại đi em ơi! Come on em! Tiếp tục, đúng rồi, cứ nhảy liên tục đi, con chuột nó sẽ không bắt được mình đâu. Nhảy liên tục đi. Ui nó kia em ơi, giờ sao bay qua nó hả? Đúng rồi, đường nào, ui đường nào không, trời ơi em ơi, không chỉ anh cứ bắt mình, không bắt thanh niên kia là sao? Chơi kỳ vậy, không công bằng nha. Cay thiệt chứ. Đứng đó để anh nhớ đường rồi. Nhớ đường này đúng không? Đây, anh này nè, chạy tiếp. Hay chưa, cũng nhớ đường tí các bạn. Nó kia, con chuột, à chạy đi em ơi, chạy đi, anh sợ con chuột lắm. Ơi hình như ngoài kia đúng không, đường ngược kia, ánh sáng phía cuối con đường, đi đây, lên, con chuột vô đây được không, nó không vô được các bạn ơi, gọi sao nữa, đây rồi, ui, con chuột đâu, tới đây, cây nữa, đấm nhau, cây thì chứ, ra ngoài được rồi. Wow, đây người ta phơi quần áo ngoài này nè các bạn. Để mình xem con ngoài này có lấy được gì không. Ui, cái này khó nha các bạn, ra tới ngoài này là phải đỉnh lắm mới ra được nha. Ủa, thanh niên này ra được luôn nè. Ghê hả? Đây, chúng ta đã lấy được gọi là một cái nấm. Cái này sao lấy ta? Nhảy lên cái lấy được không? Đây, cây nấm nè các bạn. Ok, ở trên đây còn cái nè. Ở trên đây còn cái nè các bạn ơi. Mấy đứa xuống, mấy đứa chỉ anh đường lên coi. Chỉ lên sao coi. Dạ, nó mới đường lên nè. Lên trên cao nhất coi. Rồi qua. Ấy, cái gì đây? Ủa cái gì đây? Trời ơi, bánh của Doraemon. Rồi để xem coi nó tâm sự như thế nào đây. Hồi nãy là cây nấm đúng không? Cây nấm trước đi. Cây nấm đâu rồi? Mình đang tìm. Đây, đây là cây nấm. Cô ấy ban đầu phát triển bí mật trong một chậu hoa, nhưng đã được phát hiện và nhổ. Rồi xong rồi bị đuổi lên trên cây xích đu luôn. À, không phải bị đuổi mà là nó thích ngồi xích đu các bạn. Nó mọc trên chỗ cây, rồi sau đó nó bị phát hiện, người ta nhổ nó lên, ta đẩy lên xích đu. Trời ơi, giống như giặt trang trí vậy đó. Tội nghiệp. Rồi, cái bàn trên đây có gì không ta? Qua được không nè? Không được. Khó thì chứ. Ồ ha, còn cái sushi thì sao? Còn cái sushi nữa mà. Từ, lên. Không biết nhảy qua đây được không ta? Không được, ví dụ mình là trứng mới phải được. Ui, còn cái sushi ở đâu em?
Bây giờ cần cái sushi nè. Cái nấm này thì bình thường quá các bạn ơi. Mình sẽ lại tiếp tục cho các bạn coi lại bánh của Doraemon nè. Bánh kép, anh ấy luôn ngồi bên cạnh cây cà chua cherry. Đôi khi anh ấy cố gắng nói chuyện với cà chua nhưng chúng vẫn đang ngủ, vì vậy chúng không thể nghe thấy. Tội nghiệp, nói chuyện mà không ai nghe hết á. Đây, mình là cái gọi là cái này nè các bạn. Dễ thương không? Quá là dễ thương đúng không? Đây, mình sẽ nằm xuống nước. Không biết là mình nằm lâu ở dưới nước sao sẽ như thế nào ta. Đây, mình sẽ nằm lâu dưới nước xem coi là cái này nó có bị tan ra không nha. Đồ ăn mà các bạn, bánh mà nằm dưới nước lâu quá nó sẽ bị tan ra nha. Đó là bột mà. Rồi, để xem coi từ từ. Để xem một tí thêm như thế này các bạn ơi. Đây, 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 đây. Từ từ. Các bạn thấy nó rung không? Nó chảy nước nè. Đó. Nhiễu nước xem coi nó có bị sao không đã. Mình cũng đang cố gắng xem coi như thế nào. Ok. Từ từ em ơi. Anh tắm à. Bạn này hỏi mình anh tắm à. Thua luôn, mình đang không phải tắm mà mình đang thử xem coi là để lâu nó bị như thế nào. Vậy là đâu bị gì đâu các bạn. Nếu mà nó tan ra thì nó tan nãy giờ rồi. Không biết mình nhảy qua đây được không ta. Chỗ này mình thấy nó hơi xa các bạn. Thử nha. Quá. Ui. Trời ơi. Thôi, tìm như vậy là đủ rồi các bạn ơi. Để xem coi là cái trái tiếp theo nó ghi là cái gì đây. Cà chua anh đào. Cô ấy tin vào chính mình vì nghĩ rằng đó là cà chua lớn nhất thế giới. Trái này là cà chua nhỏ xíu mà các bạn, nó rất nhỏ luôn á. Nè, các bạn thấy chưa? Cực kỳ nhỏ luôn. Trời ơi, bó tay luôn các bạn ơi. Vậy là ngày hôm nay mình đã tìm được thêm được rất là nhiều món ăn bị bỏ rơi nha các bạn. Ở trong đây có thêm hai cái bánh nè, người ta chưa ăn nữa nè. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thầy đừng quên là cho mình một like, một đăng ký, một share, xem mình cảm ơn những cáo nếu bạn mà chưa ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.